Hello, xin chào tất cả các thánh nghiện cờ, nghiện bạc nhé, nghiện cờ bạc online, tài xỉu sóc đĩa, lô đề baccarat nhé. Thì đầu video các anh em đăng ký kênh của Hải Suvin nhé, tìm kiếm trên YouTube gõ Hải Suvin và đăng ký hai kênh của Hải Suvin nhé. Thì ngày hôm qua thì mình có trò chuyện với một số các anh em, thì mình cũng rất là buồn về cái vấn đề là các anh em cai nghiện cờ bạc nhưng mà lại tái nghiện, rồi là những người thân của các anh em ấy cũng có những người anh người em trong gia đình ấy cũng nghiện cờ bạc. Anh thì bỏ được cờ bạc thì lại đến em, nghe câu chuyện rất là buồn. Thì là những cái bạn trẻ mà vẫn còn trẻ ở cái độ tuổi là 18, 25, 27 ấy, thì nên bỏ đi và đừng tự trách bản thân nữa, đừng có suốt ngày than thân trách phận nữa. Có trách cho bản thân mình thì bây giờ các bạn tuổi vẫn còn trẻ, 18, 20, 25, 27 tuổi, thì cố gắng đi làm vài năm trả nợ, 3 năm, 5 năm, 7 năm cố gắng mà đi làm. Còn ở đấy mà suốt ngày cứ nghĩ là chơi mới gỡ ấy, thì không bao giờ gỡ được đâu nhá. Và tôi nói thẳng là các anh em mà còn gỡ là còn thua, mà còn chơi là còn mất nhá. Sân chơi là của chúng nó, sân chơi là của chúng nó chứ không phải là sân chơi của mình. Chúng nó hoàn toàn có thể điều chỉnh và bịp các anh em đến chết thôi nhá. Bịp như một con chó, là chúng nó nhìn thấy tiền của người chơi mà nạp vào là chúng nó thích lắm. Bởi vì nạp vào là chúng nó trong tầm tay kiểm soát chúng nó rồi. Các anh em nạp vào chúng nó thích cho anh em chết là chết, thích cho anh em sống là sống, không bao giờ ăn được đâu. Nên là phải tỉnh táo lên. Lòng tham ấy là từ tâm mà ra. Những người chơi cờ bạc ấy là đại tham. Tôi nói trong những cái clip trước rồi đấy. Từ bài bạc là sinh ra lừa lọc, lừa dối, nói dối mọi người để vay nợ. Vay nợ từ người nhà, người thân rồi đến xã hội. Còn vay nặng lãi, vay áp hay vay bọn tín dụng, các anh em không có lối thoát nào đâu. Chết dấp luôn. Tôi đang đi photo ít giấy tờ cho cái công việc, mới tiện thể tí đi ra chỗ Kendo ấy. Vừa là photo tài liệu ở 7-Eleven ở Nhật Bản này. Tranh thủ tôi vào chỗ lán cây của cái công viên này, tranh thủ nói chuyện với anh em một tí. Đây, thời tiết ở Nhật này cũng rất là nắng này. Nắng nóng như ở Việt Nam chắc chắn là nắng nóng hơn rồi. Các anh em ấy phải hiểu rằng là các anh em mà tiền các anh em mà bỏ ra các anh em chơi nó mất không sót bằng là tiền mình đi làm mình đánh rơi. Tiền mình đi làm ấy, kể cả 1.000, 20.000, các anh em mà đi làm công ty ấy, có khi ăn cơm suất 20.000, 25, 30.000, chênh nhau 5.000, có khi các anh em còn tính toán. Còn các anh em chơi bời các cái website cờ bạc online ấy, các anh em tip cho những cái bọn leader ấy, các anh em sĩ diện hão, các anh em tip cho nó, sao các anh em không nghĩ đến gia đình. Tiếp tiền cho những bọn mà làm cho nhà cái ấy. Bo cho ông nó tiền đấy, thà tôi nói thật là các anh em cho gia đình các anh em ấy mua cốc chè ấy, hay là mua cái gì ấy, nó có ích cho gia đình ấy, thì nên. Còn những bọn mà của nhà cái, những bọn xã hội, những bọn hút máu ấy mà các anh em vẫn còn mang cái sĩ diện ra để bo, các anh em đã giàu chưa, các anh em đã giàu chưa mà các anh em đòi tiếp rồi cho à? Bản thân các anh em là cái lúc thắng ấy thì để ham chơi, mà thua thì ham gỡ, không bao giờ ăn được của chúng nó. Tôi biết là nhiều các anh em ấy là cứ nghĩ là ăn non không bao giờ mà bền được. Các anh em ăn non là 2 ngày 3 ngày, có những người 7 ngày thì bị sập, có những người 15 ngày 30 ngày. Đẳng cấp nhất là 25-30 ngày ăn non đấy. Chưa không vượt qua là 1 tháng là nó đã cho các anh em chết rồi. Tất cả những cái danh sách ấy mà người chơi, cách chơi như thế nào, cách đi tiền như nào, là chúng nó ở trong tầm kiểm soát của chúng nó. Chúng nó sẽ bôi mực màu ấy vào cái nick của các anh em ấy. Các anh em thuộc cái dạng mà đánh, tôi giả sử như các anh em mà đánh những cái tay to ấy, mà hay đánh tay to ấy, máu nóng ấy, nó cho luôn cái mực đỏ vào đấy, nó cho cái danh sách đấy. Còn những anh em mà đánh kiểu ăn non, ví dụ nó bôi mực vàng vào đấy chẳng hạn,
ở trong tầm kiểm soát của nó, và nó sẽ ưu tiên nó dẹp những cái thằng mà nạp tiền to và cược to ấy, nó sẽ ưu tiên cái đấy để nó thịt, ưu tiên nó giết mình ấy. Còn nói thẳng ra là các anh em thắng là nó lấy của người thua, nó chia cho người thắng chứ không phải nó thua các anh em đâu. Ví dụ như anh em chơi tài xỉu hay chơi bất cứ một cái gì cũng thế, các anh em được thì là nó lại lấy của người này nó chia cho người kia. Bởi vì các anh em phải hiểu là những cái thằng to ấy mà nó bịp những cái thằng to ấy mất, thì những cái thằng to mất ấy nó sẽ lấy tiền những thằng đấy nó chia cho những cái thằng nhỏ, chứ không bao giờ nó lỗ mà nó thua được. Các anh em phải hiểu, phải giác ngộ được cái điều đấy. Còn ba carat thế, ba carat là lá bài điện tử, nó có thể hoàn toàn, nó có thể chỉnh sửa được. Có rất nhiều ông cứ u mê, cứ bảo là đi tìm cái clip trên YouTube ấy, tìm những cái clip trên YouTube là tài xỉu bịp thì có, chẵn lẻ nó bịp nó đổi màu thì có, nhưng mà ba carat thì không tìm thấy cái clip nào. Các ông phải biết rằng là cái ba carat ấy là khi mà các ông mà tìm được cái clip ấy thì có khi các ông đã vỡ nợ hết tất cả mọi thứ, không còn một cái gì rồi, thậm chí còn bi đát hơn như thế cơ. Khi bọn nó lập trình ra ấy, thì bọn nó không bao giờ để cái sơ hở cho các anh em tìm thấy nó bịp. Còn các anh em may mắn là tìm được thấy những clip tài xỉu sóc đĩa nó trắng trợn ấy, nó bịp ấy, thì là đấy là các anh em may mắn tìm trên trên cu bét, hay tìm tìm cái clip nói về cu bét, hay cái clip nói về nhà cái khác trên YouTube ấy, có. Nhưng nhìn chung là bỏ đi không ăn ở đâu, bỏ đi mà làm người các con bạc ạ. Người ta không là tôn trọng những cái thằng mà chơi bài chơi bạc đâu, nhục nhã lắm. Kiếm cái đồng tiền nhưng mà nhục nhã. Các anh em mà được tiền ấy, được tiền từ cái cờ bạc đỏ đen ấy, người ta cũng khinh thường các anh em. Người ta chỉ muốn rủa ráy là những cái thằng mà được rồi sẽ ngày vỡ nợ thôi. Mà người ta không cần rủa, các anh em cũng tự động auto các anh em vỡ nợ, các anh em thua tha nhé. Nên là tìm cái công việc gì mình yêu lao động mà tìm mà làm đi. Phải yêu lao động, còn lười lao động, còn thừa thời gian rảnh là còn chơi, mà còn chơi là còn mất, còn gỡ là còn thua. Biết dạy mà vẫn chơi là ngu, mà ngu rồi vẫn chơi là không có một cái lời nào có thể giúp các anh em được. Người nhà các anh em bảo các anh em không nghe. Tôi và những người anh em khác lập cái kênh YouTube ra để khuyên các anh em từ bỏ cờ bạc, mà các anh em không nghe nữa thì là không có một cái gì để mà có thể khuyên được. Ngày trước tôi từng khuyên các anh em, nhưng cũng một hai người bảo là anh ơi, rồi bạn ơi, rồi em ơi, rồi tôi không bỏ được cờ bạc, rồi bảo rồi, anh đã khuyên rồi nhưng mà em vẫn còn chơi, em xin lỗi. Đấy, các bạn không cần phải xin lỗi tôi, các bạn hãy xin lỗi chính gia đình các bạn đi. Tôi đã từng rất giận các anh em, và cũng nhiều cái tôi làm một cái clip thì không được một cái ích lợi gì cả, mà thực tế là tôi không hại các anh em, thì tôi muốn giúp các anh em, không giúp người thì cũng không hại người, không nên hại người. Còn đây tôi làm một clip để các anh em biết rằng là chơi bài bạc nợ nần thua tha sinh ra con người nóng nảy, thân tâm thay đổi, rồi lừa lọc, rồi vỡ nợ sinh ra bần cùng, xa rời quê hương, ảnh hưởng tình cảm gia đình, mọi người khinh bỉ, mất danh dự, bỏ đi mà làm người. Nói rất nhiều lần rồi. Còn nói các anh em ấy, khi nào mà các anh em mà ham chơi, hãy vào xem những clip của tôi chia sẻ mạnh vào, để mà nhiều các anh em biết được ấy là cờ bạc nó ảnh hưởng như thế nào, nhà cái nó bịp ra làm sao. Tôi đã xóa hết những cái clip, hơn 100 clip trước, mà có những cái clip mà tôi làm đến cả tiếng đồng hồ, up trên mạng đến 2 tiếng đồng hồ mới lên được. Rồi là những cái clip tôi tâm sự với những người mà gọi điện cho tôi ấy, tâm sự tôi cũng up lên trên đấy, nhưng cuối cùng tôi xóa hết. Bởi vì là khi mà tôi làm ấy mà nó không mang lại, không giúp được mà mọi người, tôi sẽ không bao giờ tôi làm cái clip để khuyên mọi người nữa. Bởi vì tôi khuyên mọi người nhưng mọi người không nghe, mọi người bảo với tôi là tôi xin lỗi là không bỏ được cả bạn, là tôi thất vọng, tôi xóa hết đi, tôi có thể xóa kênh luôn. Và ngày trước tôi để lại một cái clip cuối cùng ấy, là nói về lời khuyên cho các anh em. Còn khi mà tôi đã ngừng lại rồi, rất nhiều các anh em ấy, ở clip cuối cùng hơn 50 anh em vào bình luận: bạn ơi lên clip gì, anh ơi lên clip gì, rồi anh tại sao xóa đi, em còn giờ không biết phải làm nào, em không biết có ai khuyên, em lại rảnh rỗi em lại lâm vào cờ bạc, anh ơi anh đăng clip đi.
thì tôi cũng có một cái lập một cái nhóm Zalo ấy để các anh em ấy vào trong đấy động viên nhau, hay tìm những cái con đường làm ăn chân chính ấy, và vào đấy mà cùng nhau mà giúp đỡ nhau ấy, mà nên người thành người. Làm con thì dễ, làm phần con thì dễ, nhưng làm người ấy là nó khó lắm, phải học hỏi cái đạo đức, cái tu tâm dưỡng tính cả đời. Còn trong cờ bạc ấy thì không phải là càng nhiều tuổi, các anh em hiểu không? Càng nhiều tuổi là càng khôn, hay càng nhiều tuổi là am hiểu sự đời. Tôi nói các anh em không phải là tôi nói quá, nhưng mà có những ông ấy mà có khi 40 tuổi rồi, 40 tuổi rồi, có khi còn hơn 40 tuổi rồi, nhưng mà còn ngu không bằng bọn trẻ. Bọn trẻ nó biết là chúng nó bịp, chúng nó không chơi nữa, chúng nó bỏ hẳn. Như có những người u mê, tuổi thì nhiều. Có những anh em, đây là tôi đang nói nhá, tôi nói những cái anh em ấy mà chơi cờ bạc ấy, mà tâm sự với tôi ấy, mà tôi nói thẳng ra ấy, là các anh tuy là có tuổi đấy, hơn tuổi người khác đấy, nhưng mà người khác đã khuyên nhiều lần rồi, cho các anh em xem những clip bịp bậm rồi, nhưng mà các anh là đàn anh, nhưng mà các em nó góp ý không nghe, các em nó bỏ được nhưng anh không bỏ được, thì các anh thử nghĩ xem các anh có xứng đáng làm anh không, các anh có xứng đáng làm anh không, với cái độ tuổi nó như thế. Các em làm được thì các anh cũng phải làm được. Mà cho các anh xem những clip nó bị bậm thì các anh ấy phải thức tỉnh cái bản thân lên. Còn đây là cố tình không muốn bỏ cờ bạc, cố tình muốn hơn thua với nó. Muốn bỏ cờ bạc thì đừng hơn thua với nó nữa, đừng hơn thua thắng với chúng nó nữa. Mình không ăn của nó thì nó không ăn của mình. Đấy, mình không ăn của nó thì nó không ăn của mình. Người không chơi là người chiến thắng. Chiến thắng ở đây không phải là chiến thắng về cái gì mà nó liên quan đến nó hiện hữu, mà ở đây chiến thắng là chiến thắng chính bản thân mình. Bố mẹ các anh em chỉ mong các anh em ấy là trưởng thành, chỉ mong các anh em ấy là làm những công việc nó chân chính, dù ít tiền cũng được, không cần phải nhiều tiền. Các anh em hiểu không? Bởi vì là mỗi một người có một cái trí óc, có một cái suy nghĩ khác nhau. Người thông minh thì người ta có thể làm, người ta chủ doanh nghiệp, người ta có thể mở cái cửa hàng ở đấy, người ta làm chủ, người ta không phải đi làm công ty. Còn những anh em nào ấy mà đầu óc nó không được linh hoạt, giỏi giang, nhanh nhạy như những người có thể làm chủ ấy, thì mình biết mình như thế rồi. Thôi thì mình cần cù bù thông minh đi. Mình chấp nhận cái việc là mình đi làm công ty, năm nay 5 triệu, năm sau 7 triệu, rồi 10 năm nữa nó tăng lương đến 10, 12 triệu rồi lên chức. Các anh em cố gắng lên nhé. Thì các anh em đăng ký kênh của Hải Suvin nhé. Mình có hai kênh YouTube, các anh em gõ trên YouTube và đăng ký kênh của mình nhé. Cần thì liên hệ mình để mình add vào nhóm Zalo. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin cảm ơn.